biết là ở đây có bao nhiêu bạn cũng là tàu ngầm ở các hội nhóm giống như Thu Phương hay không nhỉ? Là kiểu người mà chẳng khi nào đăng bài vào hội, nhưng mà đối với những bài viết về review đồ ăn thì lại rất là kiên nhẫn đọc từng bài, từng bình luận và thỉnh thoảng cũng vui vui sẽ tag tên hội bạn thân của mình vào nữa. Nhưng mà dạo gần đây thì Phương thực sự không thể nào đếm nổi có bao nhiêu bài đăng bán hàng kem 35 tràng tiền ở trên Facebook của mình nữa. Và phần lớn là mọi người đều rất là bối rối trong việc phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái của sản phẩm này. Là một fan cứng với kinh nghiệm ăn kem 35 tràng tiền hơn 3 năm qua thì sau đây Thu Phương sẽ mách nhỏ cho các bạn làm thế nào để có thể phân biệt được kem 35 chính hãng và kem 35 nhái nhé. Là một tín đồ của kem 35 tràng tiền thì chắc chắn rằng hiện tại ở trong tủ lạnh của Thu Phương đang có rất là nhiều vị kem 35 khác nhau. Đây, để Thu Phương lấy ra cho mọi người cùng xem nhé. Đó, như mọi người có thể nhìn thấy là trước tiên về cách in bao bì sản phẩm, đối với kem 35 tràng tiền chính hãng thì sẽ được đóng bao bì theo quy trình tiêu chuẩn nên sẽ không có tình trạng là bị in sai lệch hay là bị lỗi phông chữ cũng như là bị in sai ngày sản xuất. Đặc biệt hơn nữa là ở trên bao bì sẽ có in chữ ISO 22000 như thế này. Thứ hai nữa là về logo của kem 35 tràng tiền chính hãng sẽ có hai hình elip lồng vào nhau. Hình elip ở bên trong thì có màu trắng và check lên một chút. Ở giữa sẽ là số 35 màu đỏ uốn lượn như thế này đấy ạ. Thứ ba nữa là ở mép hộp kem có dán tem của Hiệp hội chống hàng giả. Và điểm khác biệt dễ dàng nhận ra nhất chắc chắn là hương vị của kem rồi. Không chần chừ gì nữa thì các bạn hãy cùng Thu Phương kiểm định chất lượng của kem 35 tràng tiền với hương vị mới nhất nhé. Rất là ngon luôn mọi người ạ. Khi mà thưởng thức kem 35 chính hãng thì mình cảm thấy là kem rất là giòn, thơm và có hương vị rất là tự nhiên, không hề sử dụng chất bảo quản hay là chất tạo màu gì luôn. Và không như các dòng sản phẩm nhái khác thì khi mà bạn ăn bạn sẽ cảm thấy kem có một chút nhớt và có hương liệu, mùi hương liệu rất là nồng luôn. Đối với cây kem mà mình vừa ăn thì có vị là sô-cô-la sầu riêng hạnh nhân. Không biết là có phải là do bản thân mình thích vị sô-cô-la hay không nữa, nhưng mà khi mà ăn cây kem này xong thì mình cảm thấy vị sô-cô-la ở đây rất là thơm và quyện vào vị ngọt ngọt, bùi bùi của sầu riêng và hạnh nhân mà lại không hề cảm thấy là vị ngọt hay là vị ngấy quá đâu nhé. Và để kiểm chứng chất lượng thì không thể dừng lại ở một vị kem thôi đúng không nào? Ở đây thì Thu Phương cũng đã đặt rất là nhiều vị khác nhau như là sô-cô-la sầu riêng hạnh nhân này, vị cốm và vị sô-cô-la đậu xanh nữa. Đã dự trữ ở trong tủ lạnh rất là nhiều để Thu Phương có thể dùng dần rồi. Và Phương nghĩ là với một người cuồng kem như mình thì mình phải thử ngay vị cốm mới được. Wow, rất là ngon luôn các bạn ơi. Phương chính thức gia nhập hội cuồng vị cốm sau khi mà ăn cây kem này xong. Chắc chắn là đối với những ai mà đang tìm kiếm vị ngọt ngon của mùi cốm non tinh khiết mùa thu Hà Nội trong cây kem thì chắc chắn sẽ không thể nào mà bỏ qua chân ái này được đâu các bạn ạ. Mình cảm thấy như là cây kem này đã tiếp thêm cho mình một năng lượng rất là tươi mát, xoa dịu đi tất cả những mệt mỏi, căng thẳng trong những ngày nắng nóng gần đây. Và theo như Phương thấy thì trong kem có những chất dinh dưỡng như là vitamin A này, C này, D và giàu carbohydrate nữa, rất là tốt cho sức khỏe. Nên chắc chắn là sau khi ăn kem này thì chị em phụ nữ sẽ không lo bị tăng cân đâu ạ. Và hơn nữa là Phương sẽ tặng thêm một điểm cộng nữa cho sản phẩm này vì bao bì ở đây thực sự rất là xinh và hộp được đóng rất là chắc chắn. Nhìn tổng thể thì cực kỳ ưng mắt và thích hợp để làm quà tặng cho bạn bè và người thân nữa.
Với một số mẹo nhỏ mà Thu Phương vừa chia sẻ vừa rồi thì Phương tin chắc rằng các bạn sẽ tìm được đúng sản phẩm chính hãng của kem 35 Tràng Tiền. Và Phương cũng mong rằng các bạn sẽ có những trải nghiệm thật là tuyệt vời khi mà thưởng thức kem 35 Tràng Tiền giống như Thu Phương nhé.